PSG thất bại trước Bayern ngay trên sân nhà công viên Carang Tử. Và đêm qua, loạt trận đầu tiên của vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu đã quay trở lại với trận đấu tâm điểm giữa PSG và Bayern Munich. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng với phong độ không tốt trong thời gian gần đây, PSG đã có trận đấu lép vế trước Bayern Munich. Đội bóng chủ sân công viên Carang Tử liên tục bị Bayern bắn phá khung thành, nhưng mãi đến hiệp 2 mới bị Kingsley Coman sút tung lưới ở phút 53. Sau khi nhận bàn thua, PSG dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Mbappe chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, được tung vào sân trong hiệp 2. Thậm chí Mbappe đã đưa bóng vào lưới của Sommer, nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo người Pháp, khi trước đó pha băng xuống của Nuno Mendes đã rơi về thế việt vị. Một chút vất vả cho PSG khi Benjamin Pavard phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha va chạm với Messi ở phút 90+1. Chung cuộc, Paris Saint-Germain thua 0-1 trước Bayern Munich. Và với trận thua này, trận lượt về trên đất Đức giữa hai đội được dự đoán sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Ở trận đấu cùng giờ, đại diện của Syria là AC Milan đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tottenham Hotspur ngay trên sân nhà San Siro bằng bàn thắng của Brahim Diaz và tạo chút lợi thế trước trận đấu lượt về trên đất Anh. Và đêm nay sẽ có hai trận đấu đáng chú ý nữa giữa Dortmund gặp Chelsea và Club Brugge gặp Benfica. Messi và Neymar sẵn sàng rời PSG do mâu thuẫn nội bộ. Mới đây, theo nhiều nguồn tin cho biết, phòng thay đồ của câu lạc bộ PSG hiện tại đang dậy sóng sau khi hàng loạt ngôi sao thi đấu tại đây đang có dấu hiệu nổi loạn. Được biết, sự việc bắt đầu từ sau trận đấu mà PSG để thua sấp mặt trước Monaco với tỷ số 1-3. Sau trận thua này, nhiều nguồn tin nội bộ cho hay Neymar đã có lời qua tiếng lại với Vitinha và Hugo Ekitike. Chính Neymar sau đó thừa nhận những tranh cãi đã xảy ra khi chia sẻ rằng: "Chúng tôi đã nói vài điều, rồi tranh cãi về những thứ đó. Bóng đá là giao tiếp. Tất nhiên chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, nhưng cần một cuộc trao đổi để cải thiện câu lạc bộ, bầu không khí lẫn lối chơi của chúng tôi." Ngoài ra, tờ Footmercato còn cho hay Messi và Neymar đều đang ngán ngẩm trước nội bộ rối ren ở PSG, nên đang nghe ngóng các lời đề nghị hợp lý để rời khỏi câu lạc bộ thủ đô nước Pháp. Về phần Messi, anh đang bước vào những tháng cuối trong hợp đồng với nhà đương kim vô địch Ligue 1. Điều này đồng nghĩa với siêu sao người Argentina có thể thoải mái đàm phán với các câu lạc bộ khác để gia nhập theo dạng tự do ở mùa hè 2023. Trong khi đó, Neymar vẫn có hợp đồng với PSG đến năm 2025. Không chỉ Messi và Neymar, một ngôi sao nữa cũng lưỡng lự trước viễn cảnh tiếp tục gắn bó với sân công viên Carang Tử là Mbappe. Điển hình là mới đây, anh đã từ chối cam kết tương lai với đội bóng sau những đồn đoán rằng anh có thể ra đi vào mùa hè. Wayne Rooney khả năng cao dẫn dắt Southampton. Mới đây, câu lạc bộ Southampton đã chính thức thông báo họ sẽ sa thải huấn luyện viên Nathan Jones sau thất bại 1-2 trước Wolverhampton ngay trên sân nhà. Nhiệm kỳ của chiến lược gia xứ Wales kết thúc chỉ sau 3 tháng nắm quyền. Việc đứng ở vị trí bét bảng lẫn chuỗi trận tệ hại gần đây là những nguyên nhân chính khiến huấn luyện viên Jones bị mất việc. Để biết rằng hiện nay Southampton đang bắt đầu quá trình đi tìm một thuyền trưởng mới, Frank Lampard và Steven Gerrard là ứng cử viên hàng đầu tiếp quản chiếc ghế nóng tại St. Mary. Huấn luyện viên Lampard và Gerrard đều từng lần lượt cầm Everton và Aston Villa nhưng đã bị sa thải trong cùng một mùa giải vì thành tích không được như mong đợi. Ngoài ra, mới nhất, theo TalkSport, huấn luyện viên Wayne Rooney cũng lọt vào tầm ngắm của Southampton. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh được cho là sẽ không từ chối cơ hội trở lại với bóng đá Anh. Trong quá khứ, Rooney từng dẫn dắt câu lạc bộ Derby County thi đấu tại giải hạng nhất Anh ở mùa giải năm ngoái. Sau khi không thể giúp đội bóng này trụ hạng, ông đã từ chức và tiếp quản vị trí huấn luyện viên của DC United tại MLS. Elon Musk mua lại MU với giá chưa từng có trong lịch sử. Mới đây, theo tờ Daily Mail tiết lộ, thương vụ anh em nhà Glazer bán câu lạc bộ Manchester United đã đi tới vòng tiếp theo khi mà những nhà thầu đã chính thức lộ diện. Được biết rằng, ngoài những cái tên như là Sir Jim Ratcliffe, quỹ đầu tư công Qatar QIA đã có một cái tên vô cùng bất ngờ xuất hiện. Cụ thể, tỷ phú Elon Musk được cho là đã tham gia vụ mua bán lịch sử này và đang có những lợi thế nhất định, bất chấp việc ông không phải là người đến sớm nhất. Theo đó, một con số kỷ lục lên tới 6,5 tỷ bảng Anh sẽ được người sở hữu Twitter và Tesla đưa ra để thuyết phục anh em nhà Glazer bán lại quỹ đỏ cho mình. Con số kể trên bao gồm 4,5 tỷ bảng Anh là phí chuyển nhượng câu lạc bộ và 2 tỷ bảng còn lại là sẽ là chi phí xây dựng sân vận động Old Trafford mới, bao gồm cả việc làm mới cơ sở vật chất. Cũng theo nguồn tin trên, thì vào ngày 17 tháng 2 tới đây, việc chuyển giao chủ sở hữu của nửa đỏ thành Manchester sẽ bước sang giai đoạn hoàn tất và rất có thể đó cũng sẽ là mốc thời gian công bố người thắng cuộc. Nhìn chung, 6,5 tỷ bảng Anh không phải là một số tiền lớn với Elon Musk, bất chấp việc ông đã không còn giữ vị trí người giàu nhất hành tinh. Nếu như thương vụ này thành công, Manchester United sẽ vượt qua được cái bóng của NFL là Denver Broncos,
có giá trị sau vụ chuyển nhượng năm 2022 là 3,7 tỷ bảng Anh, để trở thành đội thể thao đắt giá nhất trong lịch sử. Atletico Madrid muốn chiêu mộ Christian Pulisic. Theo tờ Daily Mail dẫn nguồn từ Football España cho hay, Atletico Madrid hiện đang cân nhắc kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Christian Pulisic vào mùa hè 2023. Tương lai của ngôi sao người Mỹ trở thành dấu hỏi lớn trong báo của Chelsea. Theo báo chí giờ sương mù, Chelsea sẽ tiến hành cuộc thanh lọc lực lượng, nhân sự rầm rộ sau khi mang về hàng loạt tân binh ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Pulisic nằm trong số danh sách đó của Chelsea khi anh đóng góp hạn chế và chuyên môn. Sau 136 trận trong mùa áo của The Blue, Pulisic chỉ đem về 26 bàn thắng, con số thống kê ít ỏi so với sự kỳ vọng lớn của tiền đạo người Mỹ. Việc thường xuyên ngồi ngoài bởi chấn thương và phong độ sa sút đẩy Christian Pulisic đến bờ vực nguy hiểm. Chia tay sân Stamford Bridge là quyết định hợp lý với cá nhân Pulisic vào lúc này. Về phía Atletico Madrid, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cần bổ sung một ngôi sao chạy cánh chất lượng. Pulisic nổi lên như phương án hoàn hảo khi trước đó Chelsea và Atletico Madrid từng có mối quan hệ hợp tác rất tốt với các thương vụ như Saul Niguez, Alvaro Morata hay Diego Costa. Real chốt xong mục tiêu thay thế Modric. Theo nguồn tin từ Sancho cho hay, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang rất muốn chiêu mộ tiền vệ Marcelo Brozovic từ câu lạc bộ Inter Milan. Được biết Real Madrid xem tiền vệ người Croatia là phương án bổ sung lý tưởng cho mùa giải 2023-2024. Brozovic đã đóng vai trò trụ cột trong lối chơi của Inter kể từ khi anh đặt chân đến sân vận động Giuseppe Meazza vào năm 2016. Được biết rằng Brozovic có hơn 300 lần ra sân trong máu của Nerazzurri, đóng góp 30 bàn thắng và 37 kiến tạo. Và lúc này Barcelona là đối thủ cạnh tranh chính với Real Madrid. Về phía Barca, đội bóng sân Nou Camp xem Brozovic là phương án chuyển nhượng khả dĩ trong bối cảnh lão tướng Sergio Busquets rời đi. Bản hợp đồng hiện tại giữa Brozovic và Inter Milan sẽ đáo hạn đến mùa hè năm 2026. Real Madrid cần đặt lên bàn đàm phán số tiền đủ lớn để thuyết phục nửa xanh thành Milan nhà người. Ngoài ra, Los Blancos xem Brozovic là sự thay thế tiềm năng trong bối cảnh Luka Modric đã bước sang tuổi 37. MU mất một nửa đội hình trận đấu gặp Barcelona. Huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận MU sẽ không có sự phục vụ của 7 ngôi sao ở trận làm khách của Barcelona tại vòng loại trực tiếp Europa League. Những cái tên này bao gồm Anthony Martial, Eriksen, Lisandro Martinez, Anthony, Scott McTominay, Sabitzer và Donny van de Beek. Trong số này, Anthony, Martial và Scott McTominay đã không ra sân trước Leeds United ở vòng 23 Premier League. Về phần mình, Barca cũng thiếu vắng Dembele và Busquets do chấn thương. Tuy nhiên, điều này có lẽ không ảnh hưởng quá lớn đến đội bóng của huấn luyện viên Xavi, khi trong đội hình của ông vẫn còn hàng tá những cái tên xuất chúng như là Pedri, Gavi, De Jong hay đặc biệt là Lewandowski. Chưa kể trong 4 lần gặp nhau gần nhất trong khuôn khổ của châu Âu, từ năm 2009 đến nay, MU toàn thua cả 4 lần trên đội bóng Scotland. Trận lượt đi vòng loại trực tiếp Europa League giữa Barca và MU sẽ diễn ra trên sân Nou Camp vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 17 tháng 2. Trận lượt về diễn ra tại Old Trafford một tuần sau đó. Hãng game EA Sports chi nửa tỷ bảng ký hợp đồng với ngoại hạng Anh. Theo tờ Sky News, hãng game Electronic Arts EA đã chấp nhận chi khoảng 588 triệu đô la Mỹ để tiếp tục là đối tác của ngoại hạng Anh và giữ quyền làm game bóng đá chính thức của giải đấu. Với giá trị 488 triệu bảng Anh, khoảng 588 triệu đô la Mỹ, đây là một trong những bản hợp đồng đối tác giá trị nhất trong lịch sử của ngoại hạng Anh. Sky News cũng cho biết, 20 câu lạc bộ của ngoại hạng Anh đã có một buổi họp báo cuối tuần trước về việc hợp đồng của giải với EA đã đi đến những bước thỏa thuận cuối cùng. Đại diện một câu lạc bộ đang thi đấu tại giải cho biết, hợp đồng này có thể mang về hơn 80 triệu bảng Anh mỗi năm cho giải đấu và các câu lạc bộ. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng sẽ giúp EA độc quyền trong việc phát hành game bóng đá chính thức của ngoại hạng Anh.